Alo, hello các bạn. Cô sẽ đi xử lý cho các bạn cái đoạn mà các bạn đang rất là khó khăn, không biết nó viết cái gì ở cái đoạn này. Các bạn nào thấy rằng là đứng trước cái đoạn này em không biết phân tích cái gì, bởi vì nó quá là khó luôn, không tìm được ý. Nào, hello, livestream giờ này có vẻ ít đối thủ phết nhỉ? Hay là đối thủ hay là không thích đoạn này, đi thi nó vào đoạn này cái thì vui luôn. Nói thật bạn là nếu như đi thi rồi vào đoạn này các bạn vỗ tay cho cô ầm ầm luôn, bởi vì các bạn phải tự chúc mừng các bạn bởi vì các bạn đã xem livestream này. Thật sự là như vậy. Đúng không ạ? Đấy, bởi vì cái video nào mà ít đối thủ video đấy gọi là chúng ta sung sướng luôn. Cô tranh thủ quá, tranh thủ cái gì? Ừ, tranh thủ thôi. À, lát nữa cô phải cái gì kia. Đó. Ok. Rồi, nào, tranh thủ thôi, bởi vì lát nữa cô 9:30 cô phải dạy nhóm kín rồi nên cô phải tranh thủ thôi, và còn nhiều nội dung phải like quá à. Đây chính là bảng tổng hợp những cái nội dung mà cô phải like cho bạn. Cái chữ xanh là đã live stream rồi, còn cái chữ đen là chưa. Cái chỗ nào tô xanh là những cái chỗ mà đã like rồi. Còn cái chỗ nào mà chưa, cái chỗ nào mà chưa tô là chưa like. Ôi còn nhiều nội dung like như thế này mà cô còn chưa like hết đây này. Có nhìn thấy không? Đây này, còn nhiều nội dung này. Đây, mới like được kỹ năng là đèn nổi chìm này. Mới viết được vợ nhặt này, viết được sông Đà này. Like được đoạn về nhà này. Bây giờ là like những cái hút nước này. Sáng nay thì like luyện đề tỉnh Bắc Ninh này. Còn một vài cái nữa còn chưa like được cái này. Chết khổ, cháy đau án. Này người ta gọi là cháy đau án. Ok, rồi chúng ta sẽ vào những cái hút nước nào. Cô phải tranh thủ thôi. Tranh thủ ở từng xíu một. Tại vì hôm nay thì sẽ không live stream đêm được nữa, mà sẽ live stream sớm hơn 11 giờ chứ không live 12 giờ nữa đâu nha các bạn nha. Chúng ta sẽ từ hôm nay đến hôm thi thì chúng ta sẽ live sớm hơn chứ không live 12 giờ đêm nữa, và live 11 giờ đêm thôi chứ không live stream nữa. Đêm qua cô bảo đêm nay mà lại quên rồi. Đêm qua cô bảo đêm nay nghĩa là như nào? Các bạn ơi, các bạn nói cái gì bạn nói rõ ra nhá. Cô bây giờ đầu óc nó bị ngáo đá lắm nên là cô cũng không nhớ cái gì đâu nhá. Đấy, bây giờ nói thật với bạn là cô bây giờ cô phải nhớ nhiều thứ lắm. Bây giờ cô đang chuẩn bị chương trình cho 2K6 này, chuẩn bị ra sách cho 2K6 này, cô còn nhận deal viết tài liệu cho một số giáo viên dạy chương trình mới này, viết gọi là giáo án cho giáo viên dạy chương trình mới lớp 10 này. Nghĩa là các bạn có biết rằng là khi nào các bạn phải chứng kiến cái lịch làm việc của cô thì các bạn nên biết rằng là cô làm việc khủng khiếp như thế nào. Cô đang lên chương trình cho 2K6 này. 2K6 dạy nó phải chi tiết hơn, dạy nó phải kỹ hơn, dạy nó phải sâu hơn, dạy nó phải đầy đủ hơn, dạy nó phải gọi là kỹ càng hơn. Và 2K6 thì cô sẽ mở rộng một cái nội dung nữa, đấy chính là luyện viết, có nghĩa là sửa văn cho các bạn á. Các bạn có nhớ là khi mà các bạn học nghị luận xã hội ấy, thì cô có sửa văn cho các bạn ấy, có nâng cao cái câu từ cho các bạn ấy, thì 2K6 sẽ mở thêm một cái chuyên mục đấy nữa. Thế là bây giờ phải chuẩn bị tài liệu từ bây giờ luôn, xong rồi còn chuẩn bị sách cho chương trình mới. Hết 2K6 là sang chương trình mới rồi, mà chương trình mới lớp 12 á là phải chuẩn bị rất là nhiều thứ luôn, chứ không đơn thuần chỉ là những cái kiến thức mà mình đang có nữa, mà phải chuẩn bị rất là nhiều cái kiến thức mới cho lớp 12, 2K7 nữa. Bởi vì 2K7 lần đầu tiên thi trong chương trình mới thì nó cái lượng kiến thức nó phải nặng hơn rất là nhiều. Đấy, xong rồi còn phải viết sách chương trình mới lớp 10, lớp 11, xong rồi lớp 12, xong rồi nhận viết giáo án, rồi viết tài liệu chương trình lớp 10, lớp 11 chương trình mới cho các giáo viên đặt hàng. Nói thật mà là cô sợ kiếm sống là nhờ vào giáo viên đặt hàng để viết đấy. Mỗi một file như thế thì nó cũng rơi khoảng tầm lúc thì 5 triệu, lúc thì 10 triệu, lúc thì 15, 20 triệu. Tùy từng cái đề án, rồi tùy từng cái form, tùy từng cái nội dung mà mình viết nó như thế nào. Đấy, chứ còn nói thật mà là dạy on như này cô không có tiền đâu. Nói thật là như thế. Những bạn nào ở trong nhóm luyện đề nghe cô Dương tính rồi các bạn mới biết rằng là nó không hề được. Đây, ở đây tiện cô trải lòng với cô tâm sự với bạn luôn nhá. Ví dụ như những bạn nào đăng ký nhóm luyện đề chẳng hạn, các bạn đăng ký được giảm giá mới được cái gì đi, các bạn còn 1,5 triệu đi, cứ gọi là 1,5 triệu. Trong khi đó nhá, các bạn sẽ được viết tổng cộng là 16 đề được sửa chi tiết. Mà bạn để ý đi, mỗi một cái trang viết của các bạn ấy, các bạn ấy vào là các bạn ấy sẽ viết tay.
Những bạn nào gõ máy thì rất là hạnh phúc. Có những bạn nào viết tay nhá, một trang các bạn viết đấy đi thuê gõ máy là nó phải là 10.000. Bây giờ câu hỏi các bạn, một đề các bạn ấy sẽ viết trung bình khoảng 10 trang là nó mất 100.000 rồi. Bây giờ bạn ấy viết 16 đề mà mỗi một đề một trang thì nó đã là bao nhiêu rồi ạ? Nó đã là một, đó là 160 trang. 160 trang có nghĩa là mất 1.600.000 rồi. Tiền gõ bài viết thôi nhá. Còn chưa kể tiền của các trả lương cho các chị ấy là exit file đẹp đẽ để trả lại cho các bạn này, rồi quản lý tài liệu của các bạn này. Đấy là coi như là không có lãi luôn, thậm chí là lỗ. Những bạn nào không viết bài thì cô Dương rất là sung sướng, còn những bạn nào viết bài coi như là cô Dương lỗ luôn. Đấy, nhóm kín của cô Dương không hề có tiền đâu, nên người ta dạy on người ta rất là lãi, và người ta dạy on người ta rất là nhiều tiền, nhưng cô Dương không có tiền. Là bởi lẽ như vậy luôn á. Rồi, ok, nào chúng ta sẽ đến với cái đoạn trích sau, đó chính là đoạn trích những cái hút nước. Đây chính là đoạn trích mà các bạn đang kêu trời, kêu đất, than trời, than đất là các bạn không biết phân tích làm sao cho nó đủ ý và cho nó nhiều. Thì bây giờ mình sẽ cùng đọc cái đoạn văn này, xong rồi cô sẽ mổ xẻ nó, rồi cô sẽ gọi là cắt nó ra thành những miếng nhỏ để cho các bạn ăn cho nó dễ nha. Cũng như kiểu bé heo nhà cô ấy, cắt từng miếng, từng lát hoa quả nhỏ ra để cho nó ăn. Thì các bạn bây giờ cũng thế, cô sẽ cắt cho bạn từng câu, từng chỗ, tìm cho bạn từng luận điểm, từng ý để các bạn có thể viết nó nha. Rồi đầu tiên này, lại quãng tà mường vát phía Sơn La trên mặt sông. Thì đây chính là đoạn văn miêu tả về những cái hút nước. Những cái hút nước, đúng không ạ? Thì xem những cái hút nước này nó có cái vấn đề gì, nó có những cái nội dung gì, và nó có những cái vẻ đẹp gì, nó có những cái yếu tố gì để làm nên cái sự dữ dội của nó. Trước tiên ấy, để miêu tả về những cái hút nước này, Nguyễn Tuân đã cho chúng ta đi từ hai góc độ, đi từ hai góc nhìn để khám phá nó một cách tường tận nhất, một cách chi tiết nhất, một cách tỉ mỉ nhất. Và đây chính là một nét đặc biệt trong cách khám phá đối tượng của nhà văn Nguyễn Tuân. Nhà văn Nguyễn Tuân luôn đưa ra chúng ta rất là nhiều khía cạnh, rất là nhiều phương diện, rất là nhiều góc nhìn để khám phá đối tượng một cách tường tận nhất. Cái quan trọng thứ hai đó chính là khi đưa ra nhiều góc độ cho người đọc khám phá đối tượng, thì nhà văn Nguyễn Tuân có thể đánh thức được cái giác quan trong tâm trí của người đọc và đánh thức được khả năng hình ảnh mà chúng ta liên tưởng về đối tượng. Qua đó cũng thấy được cái trí tuệ của nhà văn Nguyễn Tuân là khả năng cho thấy khả năng miêu tả, khả năng hình năng lực sử dụng hình ảnh và năng lực sử dụng âm thanh. Ok, chốt ý đầu tiên trước khi mà phân tích cái hút nước, tìm các luận điểm, tìm các ý thì khẳng định ngay cái ý văn vừa cô vừa đọc xong. Cô lên đồng nên em không chép kịp. Đấy chưa? Khi mà bạn học cô văn cô Dương ấy, bạn phải luôn luôn chuẩn bị một cái tinh thần, đó chính là cô Dương có thể lên đồng bất cứ lúc nào. Và vừa rồi vừa mới lên đồng xong, bây giờ là xuống đồng rồi đấy. Ok, xong chưa? Và lên đồng xong ghi được chưa? Ý văn đấy là ý văn đầu tiên đấy, để các bạn có thể dẫn dắt vào để phân tích và bình sâu cho cái ý này. Nhiều khi cô thấy các bạn học livestream cô cũng thấy thương các bạn luôn, bởi vì các bạn phải chạy theo cô Dương mệt ghê luôn đấy. Được chưa? Xong chưa? Ồ, có ai bị lag không? Lag nó là cái gì? Mưa nên nó lag một tí thôi, chứ không vấn đề gì hết á. Nào, được chưa? Lát cái gì đấy? Đấy, cái thằng cu kia nó nói một câu hay đấy nhỉ. Nay cô Dương thân yêu của em xinh thế. Ok ạ. Chưa động lại được gì. Ồ, hay ha. Các bạn ơi, từ hôm nay đến lúc thi là cô sẽ like thêm một cái ca nữa là ca 8 giờ. Và cái ca đêm ấy thì cô sẽ like sớm hơn là lúc 11 giờ, hoặc là ngày mai thì cô sẽ like từ 8 giờ luôn. Từ 8 giờ đến 9 giờ đến 10 giờ đến 11 giờ thì chưa biết là mấy giờ kết thúc, nhưng sẽ like từ lúc 8 giờ. Bởi vì cô không dạy nhóm kín nữa rồi, nên là cô có thể like sớm từ 8 giờ. Với lại gần ngày thi rồi không thức đêm được. Thức đêm nữa hại các bạn chết, giáo viên phụ huynh người ta vào chửi chết.
đâu rồi? Cô có like đoạn trong anh và em hôm nay không? Cô không like đoạn trong em và trong anh và em hôm nay nha. Đấy nên là bạn đừng có hóng like nữa. Nếu như bạn nào đang hóng cái live stream mà trong anh và em hôm nay thì tốt nhất là đừng đừng hóng nữa vì cô không like đâu nhá. Thế cho nó nhanh. Ok chưa? Bạn nào mà đang hóng live stream về đoạn trích trong anh và em hôm nay á thì tốt nhất là bạn không nên bạn không xem live stream của cô nữa bởi vì cô không like đâu. Nên là đừng có hóng làm gì cả. Nhá. Thế nhá. Bạn nào mà đang mong chờ livestream đoạn trong anh và em hôm nay á thì nhớ các bạn không phải chờ đâu, bởi vì cô không like đoạn đấy đâu. Cô chỉ like mỗi đoạn 9 câu đầu với đoạn những người vợ nhớ chồng thôi, còn cô không like nữa đâu. Nên là đừng có chờ. Thế nhá. Rồi ạ. Chúng ta sẽ đi vào cái đoạn trích này nè. Vừa nãy mình nói hai ý đấy. Ý thứ nhất, trước khi vào phân tích thì giới thiệu qua cái nét đặc sắc. Có một trong những cái điều mà giúp cho bài viết của các bạn sâu sắc hơn, hay hơn và cho thấy được cái kiến thức của bạn nhiều hơn, nó không nằm ở lý luận, nó không nằm ở liên hệ, nó nằm ở việc các bạn bình sâu được phong cách của tác giả vào trong quá trình mà các bạn viết. Ok chưa? Lưu ý giúp cô ý này nhá. Đổi giờ rồi. Bây giờ là mí giờ rồi ạ. Bây giờ là 8 giờ 42 phút nha. Số mắt đang xem live stream đó chính là 3 giờ 40... À chứ nhầm, số mắt đang xem live stream đó chính là 345 người. Cái con Trang kia mày xỉa sói cô à? Hả? Sao mày lại hỏi cái câu này hả Trang? Hả? Cái con bé kia nó muốn cô cào rách mặt nó ra bây giờ đấy. Đúng không? Cô cào rách mặt ra mày ra bây giờ đấy. Con bé kia. Rồi ok. Nào chúng ta sẽ đi đến cái đoạn trích này nha. Các bạn lưu ý giúp cô này. Cái việc mà các bạn phân tích bài viết ấy, nó sâu sắc hay không ấy, nó hay hay không ấy, nó không phải là cứ đưa lý luận vào bài viết, cứ đưa liên hệ vào bài viết là bài viết của bạn sâu sắc đâu ạ. Mà bạn phải bình được cái phong cách nghệ thuật của tác giả, cái nét đặc sắc trong nghệ thuật của tác giả đã sử dụng ở trong đoạn trích đấy là gì. Còn đối với đoạn văn này này thì có những yếu tố sau mà các bạn cần phải bình luận cho nó, hoặc là đưa vào trong quá trình mà bạn viết thì nó sẽ rất là hay. Thứ nhất đó chính là nhà văn Nguyễn Tuân ấy là nhà văn của cảm giác mạnh. Đúng không ạ? Là nhà văn của cảm giác mạnh. Nhà văn của cảm giác mạnh này. Đây chính là nhà văn của những cái gì dữ dội. Và nhà văn luôn khám phá cho người đọc ở những cái đưa cho người đọc những cái hình ảnh, những cái âm thanh, thể hiện cái năng lực sử dụng hình ảnh và năng lực sử dụng âm thanh của Nguyễn Tuân. Thì trong cái đoạn văn này nó thể hiện rất rõ luôn. Thứ nhất là năng lực sử dụng âm thanh nằm ở những cái tiếng nước này, tiếng cái hút nước này, rồi năng lực sử dụng hình ảnh là ở cái góc quay điện ảnh về sau. Và ở cái đoạn văn này thì nhà văn Nguyễn Tuân đã cho chúng ta hai cái góc nhìn để chúng ta khám phá về những cái hút nước. Đó chính là góc nhìn trực tiếp và góc nhìn tưởng tượng. Thì trong cái đoạn trích này các bạn sẽ phân cho cô làm hai ý lớn, hay còn gọi là hai luận điểm cũng được. Luận điểm 1 là góc quay trực diện. Góc quay trực diện. Góc quay trực diện nó nằm ở chỗ này này. Lại quãng tà mường vát phía Sơn La đến cái chỗ đây. Đây chính là câu những đoạn văn miêu tả về góc quay trực diện. Còn cái đoạn văn này này, tôi sợ hãi mà nghĩ đến một anh bạn quay phim táo tợn nào muốn truyền cảm giác lạ cho khán giả, thì đây chính là góc quay tưởng tượng. Vậy trong cái đoạn văn này nó sẽ có hai luận điểm lớn nha các bạn nhé. Luận điểm thứ nhất đó chính là góc quay trực diện, và luận điểm thứ hai đó chính là góc quay tưởng tượng. Vừa nãy khi mà cô dẫn dắt vào cho các bạn ấy, cô có bảo các bạn rằng là bình về các góc quay đấy. Các bạn còn nhớ không? Góc quay, nhà văn Nguyễn Tuân đưa ra nhiều góc quay để miêu tả đối tượng, để khắc họa đối tượng, để cho chúng ta có cái nhìn rõ nét hơn về đối tượng đó, và cũng có những cái khám phá độc đáo về đối tượng.
Thì đấy chính là cái điều đặc biệt trước khi bạn vào, bạn phân tích cái luận điểm này thì là các bạn bình cho nó. Và bây giờ cô sẽ đến với góc quay trực diện nhá. Góc quay trực diện là nhà văn Nguyễn Tuân đang miêu tả những cái hút nước đúng không? Lại quãng tà mường vát phía Sơn La, đây chính là vị trí của những cái hút nước. Vị trí của những cái hút nước trên dòng chảy của sông Đà. Sao lại nhìn từ ngoài vào trong? Cô mà giảng không hiểu ấy thì làm sao mà vỗ tay, thì em đi ra người khác giảng cho nó nhanh. Thế nhá. Được chưa ạ? Nếu như mà em bảo rằng là không hiểu ấy thì em đi tìm giáo viên nào giảng cho em hiểu đi cho nó nhanh. Ở đây làm gì cho nó mệt ra. Nói chung là chúng ta sẽ có những cái những cái gu học của nhau. Like của cô và cách giảng của cô sẽ hợp với một số bạn, nhưng cũng sẽ không hợp với một số bạn. Những bạn nào mà cảm thấy không hợp ấy, những bạn nào mà cảm thấy không hiểu ấy, những bạn nào mà cảm thấy gọi là không lĩnh hội được ấy, thì các bạn đi tìm giáo viên khác, thế cho nó nhanh nhá. Cô cũng là người khá là thẳng tính nên các bạn thông cảm một tí. Đấy, sẽ có những người hiểu và những người không hiểu. Cô cũng chỉ chào mừng những người hiểu được, hiểu gu của nhau thôi, cùng tần số với nhau thôi. Còn ai không hiểu thì mời em đi giáo viên khác cho nó nhanh. Chứ ở đây nhiều nó cũng gọi là tốn thời gian của em nhá. Thế cho nó nhanh đi. Rồi ok ạ. À. Rồi ok, chúng ta tiếp này. Chúng ta sẽ đến với góc quay trực diện. Cô lên đây live stream cũng không mong muốn là 100% học sinh hiểu. 50% hiểu, học sinh hiểu và 50% học sinh thích thú là cô hạnh phúc lắm rồi. Thế cho nó nhanh. Nhá, đầu tiên đó chính là vị trí của những cái hút nước là nằm ở quãng tà mường vát phía Sơn La. Vị trí nhá. Đấy, vị trí này. Đó chính là nó nằm ở quãng. Nhanh lên cô còn phải đi dạy nhóm kín. Tà mường vát phía Sơn La. Phía Sơn La. Và các bạn để ý giúp cô này. Các bạn để ý giúp cô địa hình ở mảnh đất Sơn La. Có rất là nhiều bạn nói rằng là cái đoạn này không biết phân tích như nào để cho nó nhiều và không biết phân tích như nào để cho nó dài. Thì đây, ngay như cái ý này các bạn có thể mở rộng được nó rồi, các bạn có thể phân tích được nó rồi. Các bạn ý, đây chính là vị trí của những cái hút nước, nó nằm ở quãng tà mường vát phía Sơn La. Vậy bạn để ý xem ở phía Sơn La ấy, địa hình của nó như thế nào. Thứ nhất, ở phía Sơn La ấy, là địa hình của nó cao và dốc, có nhiều núi, đúng không ạ? Và khi địa hình cao, dốc và nhiều đồi núi thì sẽ dẫn đến việc là những cái hút nước ở đây ấy, nó sẽ chảy rất xiết và nó sẽ rất dữ dội. Cái sức nước của nó rất mạnh. Chính vì thế nên là chúng ta có thủy điện Sơn La là bởi lẽ như thế. Các ông học địa mà các ông không biết thì tôi chịu. Nào, mấy ông học địa đâu rồi? Các bạn để ý đi. Đấy, các ông bà để ý đi. Để ý đi. Học địa đâu rồi, dân địa đâu rồi? Dân địa chúng ta có cái gì ạ? Thủy điện Sơn La với năng suất sản xuất điện nó rơi vào thứ ba đúng không? Chắc là tôi nhớ không nhầm thì là thứ ba. Tôi học địa cũng cách đây 10 năm rồi nên tôi không nhớ. Đúng không ạ? Vậy thì có nghĩa rằng là cái nước ở đây ấy, nó rất mạnh và nó chảy rất xiết. Địa hình cao và dốc. Với cái địa hình như thế ấy, thì sẽ tạo ra những cái hút nước cuộn xoáy và dữ dội. Và khi nó dữ dội ấy, nó sẽ đe dọa đến tính mạng của người lái đò. Đúng chưa? Xong chưa? Thứ nhất à? Hay thứ ba? Thủy điện Sơn La là thứ nhất à? Thủy điện Sơn La là thứ nhất à? Đấy, vậy thì chỗ này sẽ cho thấy này, sẽ nêu bật được thể ký của nhà văn Nguyễn Tuân. Các bạn để ý đi. Thể ký thì nó sẽ có đặc điểm gì? À, thể tùy bút và ký thì có đặc điểm gì? Tùy bút và ký thì nó có đặc điểm gì ạ? Nào, tùy bút thì nó có đặc điểm gì? Tùy bút ấy là ghi chép lại những con người, sự kiện cụ sự kiện kiện có thực trong cuộc sống qua ngòi bút của nhà văn Nguyễn Tuân và thể hiện sự đánh giá của mình đối với nó. Đúng không? Vậy thì sông Đà cũng chính là
một vật thể để nhà văn ghi chép lại qua cảm xúc, suy tư và đánh giá của mình về sự vật hiện tượng đấy. Đúng chưa ạ? Vậy thì cái câu văn này này nó sẽ ghi lại cái quãng sông, cái dòng thác ở quãng Tà Mường và cho thấy cái địa hình ở mảnh đất này. Xong chưa? Đấy, thì đấy ghi vào đi. Ghi vào đi. Cái đoạn này là các bạn cũng đã gọi là viết được. Cái đoạn này các bạn cũng đã viết được cả một ý rồi, chứ không nhất thiết là các bạn trau chuốt nó lại, các bạn nắn chỉnh nó lại, các bạn diễn đạt theo văn phong của các bạn là nó cũng đã được một ý rồi, nó rơi khoảng tầm 5-6 dòng rồi, chứ không có đơn thuần rằng là nó là một cái câu văn vô nghĩa. Có bạn nào khi mà vào cái câu văn này các bạn không biết phân tích gì câu văn này không ạ? Có hai ý để các bạn phân tích câu văn này. Thứ nhất, nó cho thấy vị trí. Và khi cho thấy vị trí thì là chúng ta thấy được cái địa hình ở cái quãng Tà Mường Vát phía Sơn La. Và nó cũng cho thấy được cái thể tùy bút là ghi chép lại một sự thật chính xác, một sự việc chính xác, một đối tượng chính xác. Thì nhà văn Nguyễn Tuân đang gì ạ? Đang miêu tả về thiên nhiên đấy ạ. Đang khắc họa vẻ đẹp của thiên nhiên để cho chúng ta thấy đấy ạ. Thì đó chính là về câu văn thứ nhất nha. Cô đã giải quyết cho các bạn xong câu văn thứ nhất. Tiếp theo chúng ta đến với ý hai. Trên sông bỗng có những cái hút nước giống như cái giếng bê tông thả xuống sông để chuẩn bị làm móng cầu. Thì đây là đoạn văn miêu tả về những cái hút nước. Thì bạn để ý xem câu văn này nó cho thấy cái gì của những cái hút nước. Đây, trên sông bỗng có những cái hút nước. Và nhà văn Nguyễn Tuân đang đi vào miêu tả những cái hút nước. Và những cái hút nước này giống như cái giếng bê tông thả xuống sông để chuẩn bị làm móng cầu. Bây giờ có hỏi nhá, giống cái hình, cái nghệ, cái biện pháp so sánh những cái hút nước giống như cái giếng bê tông thả xuống sông để chuẩn bị làm móng cầu thì nó gợi cho các bạn điều gì về cái hút nước? Nào, độ sâu chính xác, Lê Bảo chính xác rồi. Cái câu văn này này, cái câu văn so sánh những cái hút nước giống như những cái giếng bê tông thả xuống sông để chuẩn bị làm móng cầu đã cho thấy độ sâu của những cái hút nước. Được chưa? Mà khi nó sâu, nó vừa sâu nhá, nó còn vừa tối. À, nó vừa sâu, nó còn gợi, nó còn rất là tăm tối ở dưới đáy nữa. Đúng không ạ? Rất là tăm tối. Đấy, tăm tối ở dưới đáy. Nó gợi ra độ sâu này. Đúng không ạ? Tăm nguy hiểm về độ sâu nhá của những cái hút nước này, mà cho thấy dưới cái đáy của nó ấy, dường như không thấy ánh sáng, dường như là rất rất sâu và rất tăm, rất tối ở dưới đáy của những cái hút nước. Xong chưa? Tiếp theo câu văn tiếp theo nhá. Câu văn tiếp theo này. Ở đây nước thở và kêu như cửa cái cống cái bị sặc. Nước thở. Nước thở kêu như cái cống cái bị sặc. Đúng không ạ? Thì nó cho thấy cái gì? Nó cho thấy cái gì của những cái hút nước? Đây, thả xuống sông nha. Ý thứ nhất bạn viết đó chính là nó cho thấy độ sâu này. Đấy là nó cho thấy độ sâu này. Đấy, nó cho thấy cái sự nguy hiểm ở đáy những cái hút nước. Nguy hiểm ở đáy cái hút nước. Ở đáy của cái hút nước. Chính chưa? Đây chính là ý thứ nhất mà đưa ra viết này. Ý thứ hai đưa ra viết nước ở đây thở và kêu như cửa cái cống cái bị sặc. Ok, nó cho thấy cái gì của những cái hút nước ạ? À? Chính xác, nó cho thấy âm thanh của những cái hút nước. Âm thanh như thế nào? Âm thanh man dợ. Đúng không? Âm thanh man dợ. Âm thanh có nghĩa là ghê rợn. Đúng không? Âm thanh ghê rợn là nước thở và kêu như cái cống cái bị sặc. Có nghĩa là cái cống cái bị sặc là một cái âm thanh rất to, rất vang, rất dữ dội. Bên cạnh đó nhá, cái ngoài cái câu văn này cho thấy tiếng nước ra, cô đã bảo các bạn là phải tìm luận điểm. Nghĩa là khi các bạn nói đến tiếng nước ấy thì bạn khi bạn nói đến âm thanh man dợ
ghê rợn của những cái hút nước ấy là bạn phải đi tìm hết tất cả những câu văn miêu tả về âm thanh ra. Không thì lát nữa xuống dưới đây á, nó lại có cái câu văn miêu tả về âm thanh thì là các bạn lại một lần nữa nhắc lại nó thì sẽ bị lặp ý, sẽ bị trùng ý. Để ý này, nước ở đây thở và kêu như cái cống cái bị sặc này, trên mặt cái hút xoay tít cũng quay lừ lừ những cánh quả đàn. Không thuyền nào dám mon men lại gần cái hút nước ấy, thuyền nào cũng trèo cho nhanh, y như là ô tô sang số nhắn ga thế nọ kia, trèo nhanh qua mà lái cho vững qua cái giếng sâu. Những cái giếng nước ặc lên, ặc lên như vừa rót dầu sôi vào. Thì ngoài cái câu văn này là miêu tả về tiếng thác ra, cho thấy tiếng thác ra, thì cái câu văn dưới đây này cũng cho thấy cái âm thanh của những cái hút nước. Thì bạn phải đưa ra đây, nước thở và kêu như cái cống cái bị sặc này, rồi nước như nào ạ? À, nước ặc lên, nước ặc lên như vừa rót dầu sôi vào, được chưa? Nó cho thấy âm thanh man dợ, nó cho thấy âm thanh ghê rợn, nó cho thấy âm thanh mà như là những cái tiếng réo rắt, những cái tiếng ai oán, những cái tiếng những cái tiếng mà khiêu khích, những cái tiếng mà gợi ra những cái âm thanh của những con thác đang đe dọa, đang gào thét với người đáy đỏ sông Đà. Thì đấy, đây chính là một trong những cái minh chứng mà luận điểm nó có sức mạnh ghê gớm để phân tích đoạn trích. Đến giờ phút này, qua biết bao nhiêu livestream của cô Dương rồi mà các bạn vẫn chưa biết được điều đầu tiên các bạn cần phải làm cái tiếp xúc với một đoạn trích là phải tìm luận điểm. Thì đây sẽ là một minh chứng rất rõ nét cho việc nếu như các bạn tìm được luận điểm, nếu như các bạn tìm được cái luận điểm để đi giải mã cho cái đoạn trích đấy, thì bạn sẽ phân tích một cái cách nó khoa học hơn là việc bạn phân tích từng câu. Nếu như bạn phân tích từng câu đúng không, thì cái chỗ này thì bạn lại miêu tả tiếng nước rồi, bạn lại nói về tiếng nước rồi, xong dưới đây bạn lại nói về tiếng nước nữa, thì có phải là hai cái ý văn này nó trùng lặp nhau không? Mặc dù bạn có thể kết hợp nó lại thành được một ý. Đây chính là nhà văn Nguyễn Tuân miêu tả cái tiếng nước, cái sự nguy, cái sự man dợ của âm thanh, sự ghê rợn của tiếng thác nước, của tiếng những cái hút nước. Đó chính là nước thở và kêu như cửa cái cống cái bị sặc, nước ặc ặc lên như vừa rót dầu sôi vào. Những âm thanh cho thấy những cái tiếng nài nỉ, những cái tiếng rùng rợn, rồi những cái tiếng ai oán của những cái hút nước. Xong chưa? Tiếng nước. Đó, thì đấy chính là ý thứ ba, là miêu tả về âm thanh của những cái hút nước. Một âm thanh rất man dở, một âm thanh rất ghê rợn. Ghê rợn như nào? Ghê rợn là như cửa cái cống cái bị sặc. Thế man dở như nào? Man dở như là ặc ặc lên, vừa rót dầu sôi vào. Thì đấy chính là ý thứ ba. Tiếp nha, câu nào xong thì cô gạch đi nha. Gạch đi này, gạch đi này. Đến đây đã hiểu được tầm quan trọng của việc tìm luận điểm chưa ạ? Nhanh lên, còn 30 phút nữa thôi. Cô phải hôm qua cô bảo là Lát rồi thì là do mạng chứ do cô đâu. Có bị lát không? Được chưa? Đứng hình mất 5 giây. Nó đã quay trở về gọi là nó bình thường chưa? Nó quay trở về bình thường chưa? Ô cha mẹ ơi, mạng ơi, em xin anh hãy để cho em. Được chưa? Có bị lag không?
Có bị lag không? Trời ơi. Ok, lag đi, lag kệ các bạn đi. Ở trong cái điện thoại của cô nó không có lag đâu. Ok, là điện thoại của cô không lag chứng tỏ là của cô là máy chủ nhá. Máy của cô là máy chủ của cô, không lag thì thôi, các bạn lag cái gì, lag thì mở mạng lên đi. Ok, các bạn mở 3G lên mà xem đi. Chọn bạn học tiếp cô ơi. Ok, cô tiếp tục nha, nhanh lên, cô còn phải đi dạy nhóm kín bây giờ đây. Hôm nay buổi cuối của nhóm tối ưu rồi. Rồi tiếp này, trên sông, trên mặt cái hút nước tít đáy, cũng đang quay lừ lừ những cánh quạ đàn. Ok, cô đố các bạn biết câu văn này là miêu tả về cái gì đây này. Xem có đứa nào nhìn nhận ra không? Cái câu văn này miêu tả về cái gì? Đây à? Nhá, trên mặt những cái hút xoay tít đáy cũng đang quay lừ lừ những cánh quạ đàn. Đố các bạn biết nó đang cho thấy cái gì của những cái hút nước? Cứ liên tưởng về những cái hút nước đi, là nó đang cho thấy gì? Trên mặt cái hút xoáy tít tận đáy cũng đang quay lừ lừ những cánh quạ đàn. Câu văn này miêu tả về cái gì của những cái hút nước? Khi ông miêu tả về sự chết chóc. Sự chết chóc là gì? Là từ cái này, từ cái nội dung của cái câu văn này này thì mới dẫn đến sự chết chóc. Còn cái câu văn này không cho thấy sự chết chóc, mà câu văn này cho thấy một cái của hút nước với dẫn đến việc chết chóc. Nhớ nhá. Các bạn ơi, các bạn đang nói bị sai đấy. Đang nói là vẻ đẹp của cô Dương khiến cho nhiều chàng trai say đắm để cho các anh ấy nhớ thương. Thì các bạn đang nói về việc là vẻ đẹp của cô Dương để cho các anh ấy nhớ thương. Chứ ok chưa? Bạn chưa nói được nội dung của nó. Cô Dương để cho các chàng trai nhớ thương thì cái gì của cô Dương để cho các chàng trai nhớ thương là gì ạ? Là xinh chẳng hạn. Đó thì các bạn chưa nói được cái từ xinh đấy ra. Nhớ, hoặc là cô Dương duyên chẳng hạn thì bạn chưa nói được từ duyên đấy ra, bạn chưa nói được từ xinh đấy ra. Được chưa? Đấy là cho thấy cái gì của cái hút nước để gợi ra sự nguy hiểm. Cho thấy cái gì của cô Dương để cho các anh ấy say đắm, để cho các bạn mê đắm thì đó chính là gì? Không phải. Ok, đây chính là câu văn cho thấy sự nguy hiểm của độ xoáy. Các bạn để ý đi. Ok, đúng rồi, người ta gọi là độ xoáy của những cái hút nước. Đây này, trên mặt cái hút xoáy tít tận đáy, có nghĩa là những cái xoáy nước đấy nó rất dữ dội, nó quay rất mạnh, nó uốn rất sâu. Thì cho thấy cái gì ạ? Cho thấy sự nguy hiểm ở tốc độ xoáy trong những cái hút nước. Xong chưa? Đây này, trên mặt những cái hút xoáy tít tận đáy cũng đang quay lừ lừ những cánh quạ đàn. Có nghĩa là nó quay rất dữ dội, nó quay rất mạnh. Và những cái hút, cái vòng tròn ở trong cái hút nước đấy, nó quay 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 quay. Thì cái đấy gợi nên cái sự nguy hiểm, đúng không? Và nếu như người đáy đò sông Đà mà lao vào những cái hút nước đấy thì sẽ bị cái tốc độ của những cái xoáy nước nó cuốn sâu xuống mặt sông. Được chưa ạ? À? Thì đã thấy được cái nội dung của cái câu văn này chưa? Xong chưa ạ? À? Thấy chưa? Sự nguy hiểm với độ xoáy của những cái độ xoáy mạnh của những cái hút nước. Thế nha, ghi vào đây này. Ok. Sự nguy hiểm. Đây, ok. Sự nguy hiểm với tốc độ xoáy rất mạnh. Với độ xoáy mạnh của những cái, với độ xoáy mạnh, thế cho các bạn tự ghi nhá, của những cái hút nước. Và chính vì cái độ xoáy mạnh này nên là sẽ đe dọa đến những chiếc thuyền sẽ mon men lại gần nó. Xong chưa? Được chưa? Cái câu văn này là cái câu văn mà dường như là ai phân tích cũng lướt qua luôn nhá. Cái câu văn này là cái câu văn mà ai phân tích cũng lướt qua cái câu văn này, bởi vì không biết nó viết cái gì luôn.
nó đang nói về độ xoáy của những cái hút nước, độ xoáy mạnh của những cái hút nước, đúng chưa? Có ai khi đi phân tích cái câu này mà cũng không biết là nó viết về cái gì không? Cô xem rất là nhiều nha các bạn nhé. Cô tốc độ xoáy của những cái hút nước. Cô xem rất là nhiều những cái live stream của rất là nhiều thầy cô giảng ở trên YouTube luôn. Các thầy cô toàn lướt qua câu này và hầu như là các thầy cô không nói câu này. Đấy, các bạn không tin mà xem lời cô Dương Kiểm thì các bạn đi xem những cái hút nước của sông Đà. Mà các bạn vào các bạn tra thì bạn xem 100 video giảng về nó thì dường như đều lướt qua cái câu này. Cô đã xem hết rồi chứ không phải là cô không có xem luôn á. Xong chưa? Đúng chưa? Xong chưa? Thì đấy chính là cái mà bạn cần nhớ. Nó nói về gì ạ? Độ xoáy của những cái hút nước, tốc độ xoáy của những cái hút nước rất dữ dội, rất mạnh. Và chính vì mạnh như thế, chính vì xoáy như thế nên nó mới có sức để làm gì ạ? Nó mới có sức hút cái thuyền xuống rồi đánh tan xác con thuyền ở khuỷu sông dưới. Xong chưa? Xong chưa? Thì cái chỗ này như sau này, các bạn lưu ý này, cái chỗ này là cái chỗ cần phải thông minh. Nếu như không thông minh thì sẽ rất là lẻ tẻ ý. Các bạn để ý nhá. Bạn để ý này, chính vì nó xoáy như thế này nên những con thuyền ấy mới không dám mon men lại gần, mới trèo nhanh qua cái những cái hút nước này. Đúng không ạ? Vì sao? Vì nếu như mà không nhanh tay á thì sẽ bị cuốn xuống và bị cái hút nước đánh tan xác ở khuỷu sông dưới. Thì hai cái ý văn này là hai cái ý văn không miêu tả về những cái hút nước, nhưng mà lại nói về cái sự nguy hiểm mà nó gây ra cho con người. Thì đây chính là hai ý văn mà thách thức các bạn, đòi hỏi các bạn phải tinh tế trong quá trình viết. Nó sẽ không tạo thành một ý, nhưng nó sẽ kết hợp với các ý mà các bạn viết ở bên trên. Nhớ nhá, chỗ này nó thuộc về kỹ năng để các bạn viết bài thôi. Nhìn này, hai cái chữ tím này của cô này, hai cái chữ tím này, nó sẽ không tách riêng được thành một ý để phân tích như bốn cái ý này mà tìm. Mà nó sẽ là gì ạ? À, nó sẽ nói về cái hành động của người đấy ở sông Đà khi ứng phó với con sông. Và một cái ý thứ hai, đây là ý hai này. Ý một là nói về cái cách ứng phó của người lái đò sông Đà trước cái sự nguy hiểm của những cái hút nước. Còn cái thứ hai đó chính là gì? À, cái thứ hai đó chính là hậu quả của những con thuyền mà nếu như đi qua những cái hút nước này không thận trọng thì sẽ dẫn đến hậu quả là thuyền mà nghênh ngang, thuyền mà sơ ý, thuyền mà không thận trọng sẽ bị nó những cái hút nước hút xuống và nó sẽ bị cuốn đi, trồng cây chuối ngược, biến mất trong vòng 10 phút thì sẽ chỉ thấy xác ở khuỷu sông dưới. Có nghĩa là nó đã bị tốc độ hút của những cái hút nước này, tốc độ xoáy của những cái hút nước này kết hợp với đá đánh tan xác con thuyền ở dưới lòng sông. Thì đấy chính là cái ý thứ hai, được chưa? Còn cái ý thứ nhất này, ý chữ tím thứ nhất này là cho nói về cái cách mà người lái đò sông Đà đã vượt qua những cái hút nước, được chưa? Và cái cách mà người lái đò sông Đà vượt qua những cái hút nước này thì đã cho thấy cái kiến thức về giao thông mà Nguyễn Tuân đã áp dụng để miêu tả và làm rõ ở những cái hút nước. Còn ok, hiểu rõ cái đoạn này không ạ? Hiểu rõ đoạn này chưa? Hiểu rõ cái đoạn này chưa? Thì đấy, đấy chính là ý. Nhiều ý chứ có phải là không có ý đâu mà kêu là không biết viết. Đó, nhanh lên, cô còn có 15 phút nữa để giảng đoạn này thôi. Cô phải vào nhóm kín rồi. Nhanh lên, xong chưa? Đấy thì có phải là cái hút nước nó có độ sâu này, cái hút nước nó dữ dội, nó ghê rợn này, cái hút nước nó nguy hiểm với độ xoáy mạnh của dòng nước này, thì sẽ dẫn đến hai cái cách, dẫn đến cái thứ ba đó chính là cách ứng phó hay là cách đối mặt hoặc là cách vượt qua hoặc là cho thấy sự khéo léo của người lái đò, đúng không? Đấy chính là gì ạ? Đó chính là ông ấy sẽ không dám lại gần này và trèo thuyền làm sao để lướt nhanh qua cái quãng sông có những cái hút nước và cái độ nhanh đấy như là ô tô sang số và nhấn ga. Nhấn sang số và nhấn ga để làm gì ạ? Để vút nhanh cái con thuyền của mình qua những cái hút nước để không bị hút tụt xuống những cái hút nước này. Bởi vì nếu như mà sơ ý,
Nếu như mà sảnh tay, nếu như mà không thận trọng thì sẽ bị tan xác ở cái hút nước này. Thì sẽ kết hợp hai ý tím 1 và 2 này vào. Tím 1 cộng 2 vào để viết. Được chưa? Xong chưa? Xong chưa? Thế là các bạn sẽ tổng cộng có 5 ý để viết cho cái góc quay trực diện. 5 ý này. Xong chưa? Các bạn sẽ có 5 ý để viết cho góc quay trực diện. Bây giờ chúng ta sẽ sang đến góc quay tưởng tượng nha. Xong ý góc quay trực diện chưa ạ? Để cô sang đến góc quay tưởng tượng. Cái góc quay tưởng tượng này cũng có nhiều ý. Có rất là nhiều bạn nói rằng là cái góc quay tưởng, cái góc quay trực diện này em cũng đã không có ý để viết rồi. Đến cái góc quay gọi là tưởng tượng này em cũng còn không có tắc tịt luôn. Thì đến đây với cô Dương để cô Dương xử lý cho, cô Dương tìm ý cho, cô Dương liệt kê ý cho. Các bạn sẽ thấy nó rất rõ ràng. Các bạn có thấy rằng là đôi khi ấy, chúng ta không cần phải hiểu sâu. Đôi khi chúng ta chưa cần phải gọi là mượt mà. Chúng ta cũng chưa cần phải văn phong gọi là lai láng. Cái đoạn này mà văn phong lai láng mà không hiểu được nó viết gì thì cũng coi như là tắc tịt. Đúng không ạ? Nó cũng coi như là tắc tịt luôn. Đúng không? Đấy, ok nha. Chúng ta sẽ sang đến luận ra. Đừng có giục cô. Bởi vì cô giảng thì cô cũng còn phải giao tiếp với các bạn nữa chứ. Đây là đang live stream trực tiếp thì phải tương tác với học sinh chứ. Còn nếu như mà không phải live stream trực tiếp thì phải tương tác với học sinh làm gì cho nó mệt. Nên là xong thì chờ cô, đừng có giục cô. Bởi vì có những bạn mà viết ấy, bạn ấy viết cho các bạn ấy thời gian viết để cho các bạn thời gian để kịp viết chứ. Chứ không phải là cô thích thì cô ngồi cô chém gió đâu ạ. Trong cái lúc cô chém gió là cô chờ những bạn nào đang viết chưa xong thì bạn ấy viết xong đấy ạ. Nha. Rồi. Bây giờ sẽ đến với ý tiếp theo. Ý tiếp theo nha. Tôi sợ hãi nghĩ đến một anh bạn quay phim táo tợn nào muốn truyền cảm giác lạ cho khán giả đã dũng cảm ngồi vào một cái thuyền tròn, cái thuyền thúng tròn vành, rồi cho cả thuyền, cả mình, cả máy quay xuống đáy của cái hút nước, từ cái đáy hút nước nhìn ngược lên vách thành. Đây chính là cái góc quay cho thấy kiến thức điện ảnh của nhà văn Nguyễn Tuân. Góc quay tưởng tượng, nơi thăng hoa trong kiến thức điện ảnh của nhà văn Nguyễn Tuân. Nơi cho thấy kiến thức điện ảnh hoặc là sự am hiểu về lĩnh vực điện ảnh của nhà văn Nguyễn Tuân. Tại sao lại có thể nói như thế? Tại vì như sau. Nhà văn Nguyễn Tuân đã nghĩ đến một anh bạn quay phim và dùng cái máy flonke, con tre flonge của mình để xuống đáy của những cái hút nước và chụp lại nó từ dưới nhìn lên. Khi mà cho thấy cái góc quay trực diện ấy là chúng ta được nhìn từ trên cao nhìn xuống cái đáy hút nước đấy. Còn khi mà ở cái góc quay tưởng tượng ấy, nhà văn Nguyễn Tuân đã cho thấy một anh bạn quay phim mang cả người cả máy để lia ngược cái chiếc máy ảnh đấy lên. Chiếc con tre flonge chính là chiếc máy ảnh tiếng Pháp. Tiếng Pháp là con tre flonge. Còn dịch ra tiếng Việt đó chính là máy ảnh. Được chưa? Được chưa? Đấy, không các bạn nói rằng là con tre flonge nó là cái gì? Con tre flonge nó chính là tiếng Pháp. Cô thì không biết đọc tiếng Pháp, cô đọc Pháp Việt. Thì dịch ra tiếng Việt nó chính là cái máy ảnh. Được chưa? Thì ông ấy bắt đầu là gì ạ? À, ở cái góc quay trực diện đấy là nhìn từ trên cao nhìn xuống để khám phá cái hút nước. Nhưng vì cái hút nước nó sâu quá, vì đáy của nó tối quá nên người ta không thể nhìn được ở trong cái đáy đấy nó có cái gì và nó ra sao. Nên Nguyễn Tuân đã cho người đọc một cái góc quay để có thể khám phá tường tận, chi tiết tận đáy của những cái hút nước, là nghĩ đến một cái hình ảnh tưởng tượng, một góc quay tưởng tượng là một anh bạn quay phim cho cả người cả máy xuống dưới đáy của những cái hút nước, lia ngược chiếc máy ảnh lên để thu lại nó cho người ta có thể khám phá dưới đáy những cái hút nước đấy nó có cái gì và nó đẹp ra sao, nó nhìn từ dưới nhìn lên thì nó sẽ lung linh và huyền ảo đến mức nào. Được chưa? Đã hiểu đoạn này chưa? Ở chỗ này là không hiểu là cô chịu. Chỗ này mà không hiểu thì cô chịu. Xong chưa?
Hiểu chưa ạ? Hiểu tại sao lại phải cho khám ngược cái máy lên không? Phải khám phá từ dưới khám phá lên không? Nó là như thế đấy. Nó là như thế đấy. Thế có nhiều bạn nói rằng là ô thế cho xuống để làm gì? Cho cái máy quay xuống để làm, tự dưng tưởng tượng ra cái góc quay này để làm gì? Tưởng tượng ra cái góc quay này là bởi vì thế này này. Chỗ này em nói chậm lại cho các anh chị hiểu này. Cái chỗ này á, nghĩ ra cái góc quay tưởng tượng ấy là bởi vì sao? Tại sao lại phải nghĩ ra cái góc quay tưởng tượng để cho cả người cả máy xuống để chụp cái máy, chụp nước từ dưới chụp lên? Bởi vì những cái hút nước ấy nó nằm sâu dưới đáy của lòng sông. Và các bạn biết là những cái hút nước ấy thì ở bên trên nó to còn ở bên dưới nó nhỏ. Và những cái hút nước ấy thì nhìn xuống bên dưới nó rất là tối, nên người ta sẽ không nhìn thấy và người ta không cảm nhận được là ở bên dưới cái đáy hút nước đấy nó đẹp ra sao và nó có những cái gì. Nên nhà văn Nguyễn Tuân bằng cái sự lao động nghệ thuật nghiêm túc của mình, bằng cái tâm của một người làm nghệ thuật, ông đã tưởng tượng ra, ông đã đưa ra một góc quay tưởng tượng là một anh bạn quay phim táo tợn đưa cả người và máy xuống liêng ngược chiếc con tự con tre plo nghe xuống để gì ạ? Để cho người ta thấy được cái vẻ đẹp dưới đáy của những cái hút nước đấy nó như thế nào, nó lung linh và huyền diệu ra sao. Thì đó, đó chính là cái đoạn này đấy ạ. À, được chưa? Đấy chính là cái đoạn này. Lý do tại sao nó lại có cái đoạn này là bởi lẽ như vậy. Nó không nói lại đâu, tí xem lại đi. Cô còn có 13 phút nữa để dạy thôi, thì làm sao mà nói lại được. Không, giờ tí nữa em xem lại video đi nhá. Đó, thì đã hiểu được cái đoạn này chưa? Hiểu được cái đoạn này là tại sao lại có cái ý văn này chưa? Đây, tôi sợ hãi mà nghĩ đến một anh bạn quay phim táo tợn muốn truyền cảm giác lạ cho khán giả, đã dũng cảm ngồi vào một cái thuyền thúng tròn vành, cho cả thuyền, cả mình, cả máy quay xuống cái đáy hút sông Đà, và từ đáy nhìn ngược lên vách thành hút sông chênh nhau cả một sải thước. Thì đầu tiên, cái ý đầu tiên bạn nói là gì ạ? À? Lý do tại sao lại có góc quay tưởng tượng này? Thì cái mà cô vừa nói. Thứ hai nữa, đó chính là gì? Khi mà đưa cái máy xuống cái hút, đưa cả người và máy xuống những cái hút nước thì có cảm giác gì? Thứ nhất đó chính là cảm giác rất sâu. Cảm giác sâu, sâu đến vài, sâu đến mức mà vách thành cách mặt sông vài sải, đúng không? Vài sải. Thế phải cho thấy độ sâu của những cái hút nước không? Cho thấy độ sâu của những cái hút nước không? Đây này, nó cho xuống dưới đây cho ông bà dễ nhìn đi. Tôi cũng thương các ông bà lắm, chứ không phải là không thương đâu. Chỗ này tôi cũng thương ông bà lắm, bởi vì ông bà cứ đi kêu than là không hiểu được chưa? Sang đến cái luận điểm thứ ba này, đây chính là góc quay tưởng tượng, nơi cho thấy kiến thức điện ảnh, sự am hiểu của Nguyễn Tuân về lĩnh vực điện ảnh. Đầu tiên thì hãy viết cho cô là lý do mà tại sao lại có cái góc quay tưởng tượng này. Thứ hai là cái góc quay tưởng tượng này mang đến cho người ta điều gì? Đây, một nhá, là lý do cho thấy góc quay tưởng tượng. Thứ hai là góc quay tưởng tượng cho thấy vẻ đẹp gì? Góc quay tưởng tượng cho thấy những vẻ đẹp gì? Đầu tiên đó chính là gì ạ? À, cho thấy mặt sông và đáy của những cái hút nước rất là cao, rất là sâu, nó cách nhau đến vài sải, chứng tỏ là nó rất là sâu thì nó mới cách nhau vài sải, chứ nó gần nhau thì cách nhau một sải à, đúng không ạ? Đấy chính là ý đầu tiên. Còn ý tiếp theo đó chính là gì? Nó cho chúng ta cái cảm giác thực nhá, cảm giác thực ở đây đó chính là gì? Cái cảm giác thực đó chính là sự táo bạo của người khám phá, thiên nhiên, đúng không? Đây bạn để này, tôi sợ hãi mà nghĩ đến một anh bạn quay phim táo tợn. Nếu anh ấy không táo tợn thì anh ấy sẽ không thể nào cho cả người cả máy xuống đáy của cái lòng sông để khám phá được. Thì qua cái sự táo tợn của anh bạn quay phim này này sẽ cho thấy được cái nó là sự đổ bóng trong cái hành trình lao động nghệ thuật của Nguyễn Tuân nhá.
Nguyễn Tuân đã tưởng tượng ra một anh bạn quay phim táo tợn, cho cả người và máy xuống đáy của cái hút nước để cho người đọc có một cái khám phá tường tận nhất về đối tượng. Nhưng chính cái anh bạn quay phim này là sự đổ bóng trong con người của Nguyễn Tuân, một người lao động nghệ thuật vì hai chữ nghệ thuật viết hoa. Nguyễn Tuân luôn luôn khám phá đối tượng, miêu tả đối tượng một cách chi tiết rõ nét nhất để người đọc có thể hình dung về nó. Đấy là lý do tại sao trong tất cả những đoạn văn miêu tả về những vẻ đẹp của sông Đà, dù thơ mộng hay trữ tình, Nguyễn Luân cũng đưa ra rất nhiều góc quay, đưa ra rất nhiều hình ảnh, đưa ra rất nhiều những cái liên tưởng, gợi cảm giác để cho người đọc có thể hình dung về nó, người đọc có thể cảm nhận về nó một cách rõ nét nhất. Và đấy chính là lý do để ký của Nguyễn Tuân luôn luôn đứng ở vị trí số 1 trong làng văn học Việt Nam. Bình đi, tự ghi vào đi. Tôi cũng chả nhớ là tôi đọc cái gì đâu. Đấy, ủa cái gì mà ủa? Nó lag tôi, mạng lag tôi chứ không phải lỗi tại cô đâu, trời mưa đấy. Ôi trời ơi. Mưa là trời mưa mới thế đấy. Hà Nội đang mưa rào, đang mưa to, mưa đùng 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 đùng. Sấm chớp đùng 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 luôn. Cô không hiểu các bạn như thế nào. Cô thấy like xem à. Được chưa anh em ơi? Được chưa? Đoạn này liên hệ nhiều lắm. Đoạn này liên hệ nhiều lắm. Chỗ này cô sẽ liên hệ. Cô không biết là các bạn liên hệ ở chỗ nào, nhưng mà chỗ cô thì cô sẽ liên hệ như thế này này. Đây cũng là một trong những cái nét đặc sắc trong văn của Nguyễn Tuân. Khi mà ông viết về những món ăn của Việt Nam, ông cũng ví dụ như là trong chuyện ngắn, trong chuyện phở đấy, nhà văn Nguyễn Tuân đã cho người đọc đi hết từ cảm giác này đến cảm giác khác, hết từ cái cảm giác về về thị giác lẫn cảm nhận, để có thể như là mình đang thưởng thức cái món ăn phở vậy, mặc dù mặc dù mình chỉ đọc những cái câu chữ để cảm nhận thôi, nhưng mà mình cũng đánh thức được cái vị giác, cũng đánh thức được những cái giác quan, đánh thức được cảm nhận và đánh giá của mình về món phở. Thì đấy chính là một cái mà cô liên hệ. Xong chưa? Cái gì? Hiểu cái đoạn này chưa? Hiểu cái đoạn này chưa? Xong chưa? Đấy, xong chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến ý tiếp theo nha. Ý tiếp theo này, nhanh lên, còn 7 phút để giảng cái đoạn này luôn đấy. Còn 7 phút để giảng cái đoạn này, tôi chết rồi. Đau khổ. Để cô hoàn thành nhóm kín xong rồi cô xử với các bạn. Ok chưa? Xong chưa? Xong chưa hả các bạn ơi? Xong chưa nhỉ? Hôm nay đi gội được cái đầu đến tóc nó tơi nên nó cứ bay, gọi là loạn kênh lên. Được chưa? Được chưa đây? Hay là chưa được đây? Được chưa ạ? Thế nhá. Xong chưa? Đấy chính là cái gọi là ok chưa ạ? Rồi. Đấy là cái ý mà các bạn cần phải lưu ý. Rồi, ok ạ? Chúng ta sẽ đến với ý văn tiếp theo này. Thế rồi thu ảnh. Đấy, và xem nó cái bức ảnh nó như nào nhá. Cái thuyền xoay tít, những thước phim màu cũng xoay tít. Cái máy lia lịa lên một cái giếng mà thành giếng. Chỗ này là đang miêu tả về gì ạ? À, cái này là đang miêu tả về những cái hút nước ở góc độ điện ảnh. Miêu tả những cái hút nước ở những ở góc độ điện ảnh. Thứ nhất là về hình khối.
Thứ hai là về màu sắc. Thứ ba là về cảm nhận. Được chưa? Trong cái ý này bạn sẽ viết ba ý nhỏ này. Cái đoạn văn này này: cái thuyền xoay tít, những thước phim màu cũng xoay tít, cái chiếc máy ảnh cho thấy thành giếng toàn bằng nước sông xanh, ve một áng thủy tinh khối đúc đặc. Đây chính là gì ạ? Đây chính là hình khối. Khối pha lê xanh như sắp vỡ ụp tan vào cả người lẫn máy. Khối pha lê xanh đó chính là màu sắc của những cái hút nước qua góc nhìn của điện ảnh. Có nghĩa rằng là đến cái chỗ này này là các anh bạn bạn quay phim là anh đã chụp được cái hút nước, chụp được ảnh của những cái hút nước rồi, và ảnh của những cái hút nước đấy nó hiện lên với hình khối, đó chính là cái thành giếng nó được đắp từ những cái màu sông ve xanh của một áng thủy tinh khối đúc dày. Đấy chính là hình khối của những cái hút nước. Thứ hai là màu sắc của những cái hút nước là như pha lê xanh. Yeah, như pha lê xanh. Và chính cái bức ảnh đấy đã cho người ta một cái cảm giác rất là thực, là đang được chứng kiến và thấy được một cái bức ảnh đắt trời cho, một bức ảnh đắt nghệ thuật về những cái hút nước từ đáy của lòng sông. Cái màu sắc này, cái hình khối này, các bạn cũng có thể hoàn toàn liên hệ với những câu văn mà nhà văn Nguyễn Tuân đã nhắc về màu sắc này, hình khối này, mà nhà văn Nguyễn Tuân viết ở trong cái Bèo Thượng Hải Bến Hồng Kông, cũng có những cái câu văn nói về cái sắc nước này, hình khối này, màu màu ảnh này, song xanh như khối pha lê với những cái khối đúc dày đặc để nói về những cái hút nước này. Thì đấy chính là chi tiết liên hệ. Được chưa? Xong chưa? Và chính cái góc quay cũng như là cái bức ảnh mà anh bạn quay phim táo tợn này thu được thì người ta đã thấy gì ạ? Người ta đã thấy một cái cảm nhận, một cái cảm giác rất rõ là mình như là được ngồi trong cái thuyền khám phá đấy, mà ghì chặt lấy mép của một chiếc lá vứt vào cái khối, cái cốc pha lê vừa khổng lồ đấy, để xem là nó xoáy tít như thế nào, để xem là nó xuống tận sâu như thế nào, để cái sắc màu của nó hòa quyện với cái sắc màu pha lê này rực rỡ và lung linh ra sao. Thì đấy chính là đoạn văn miêu tả về những cái hút nước. Xong chưa ạ? Ok, xong chưa? Sau khi mà cô Dương phân tích xong thì các bạn sẽ thấy rằng là tha hồ ý để viết, la liệt ý để viết, sẽ chắc chắn không còn hoang mang với đoạn này nữa. Đấy chưa? Đây, rõ ràng ý đây, cả một rổ ý đây nhá. Đây rổ ý đây chứ còn gì nữa. Trưa nay xem xong xóa rồi. Giờ xong chưa? Đây rổ ý đây. Vậy thì cái đoạn văn này các bạn sẽ có hai luận điểm nhá. Nhưng trước khi vào cái luận điểm này thì nhớ bình về phong cách của Nguyễn Tuân một chút này. Luận điểm thứ nhất đó chính là góc quay trực diện với năm ý. Ý thứ nhất là vị trí của những cái hút nước ở đâu. Thứ hai là những cái hút nước gợi độ sâu, nguy hiểm. Ý thứ ba là âm thanh man rợ ghê rợn của những cái hút nước. Ý thứ tư đó chính là sự nguy hiểm với độ xoáy rất mạnh. Thứ năm đó chính là cách đối mạch vượt qua sự nguy hiểm của những cái hút nước ở người lái đò. Luận điểm thứ hai đó chính là góc quay tưởng tượng đã cho thấy kiến thức và sự am hiểu của nhà văn Nguyễn Tuân về lĩnh vực điện ảnh. Ý đầu tiên các bạn viết là lý do tại sao lại có cái góc quay tưởng tượng này. Ý thứ hai mà các bạn viết đó chính là cái góc quay tưởng tượng này cho thấy vẻ đẹp gì. Thứ nhất là vẻ đẹp của những cái vẻ đẹp của độ cao và độ sâu của những cái hút nước, để được thể hiện qua ý văn là vách thành các mặt sông đến vài sải. Ý thứ hai của vẻ đẹp những cái hút nước này đó chính là cho chúng ta một cái cảm giác thực của một người khám phá thiên nhiên. Và đối với ý này thì bình giúp cô, anh bạn quay phim táo tợn chính là sự đổ bóng trong lao động nghệ thuật của nhà văn Nguyễn Tuân. Và nhớ đưa cái nhận định là Nguyễn Tuân xứng đáng là người lao động nghệ thuật với hai chữ viết hoa vào đấy. Còn ý thứ ba đó chính là vẻ đẹp của những cái hút nước thông qua góc độ điện ảnh là bức ảnh thu được từ anh bạn quay phim táo tợn. Và cái bức ảnh đấy hiện lên với vẻ đẹp của hình khối, màu sắc và cảm nhận của con người. Các bạn có thể liên hệ với cái hình khối, màu sắc ở trong cái bài Bèo Thượng Hải Bến Hồng Kông của nhà văn Nguyễn Tuân, khi miêu tả về màu
màu sáng bóng pha lê chiếu lại trả cho tôi một trả cho tôi một bộ mặt vô sự. Đấy chính là cái câu văn mà miêu tả và liên hệ. Ok, rõ ràng ý chưa? Rõ ràng ý chưa? Nổi bật ý chưa? Rõ ràng nội dung chưa? Đã biết cách phân tích và mổ xẻ đoạn trích này chưa? Đấy, chi tiết nhất có thể rồi đấy. Đấy à, chi tiết nhất có thể rồi đấy. Không còn cái gì để chi tiết nữa đâu. Xong chưa các bạn ơi? Còn ghi lại cái này không? Tự ghi lại đi. Chi tiết chưa? Cô không cần các bạn khen cô hay đâu. Cô chỉ cần các bạn hỏi là nó đã dễ hiểu chưa? Và các bạn đã lĩnh hội được kiến thức này chưa? Ra vào đoạn trích này thì các bạn có cảm thấy khó khăn không? Thế thôi. Cho nó nhanh. Thế nhá. Nhanh lên, cô phải đi dạy nhóm kín đây. Hết giờ rồi. Nhóm kín réo rồi. Xong chưa? Ok. Cô tắt live stream được chưa ạ? Cô tắt live stream được chưa? Hết hơi rồi đấy. Ok, tắt nha. Hết rồi. Ok, giác ngộ rồi đúng không? Rồi ok. Cô đi dạy nhóm kín đây. Ok, hẹn gặp lại các bạn.